Xin kính chào các quý vị. Vâng, đội kỹ thuật của Thiên Hà thì được tiếp xúc rất là nhiều các hãng dây. Đó là một phần kết nối rất quan trọng giữa phần từ preamply ra đến power, hoặc là từ CD đến âmly và từ âmly ra loa. Và một câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi muốn kể cùng các bạn là bạn đã nghe được thử bao nhiêu cặp dây. Với tôi thì tôi cũng nghĩ thật là khó, là vì mỗi một hãng dây thì đều có một cái tiêu chí, và cái nghe nhiều, cái cảm nhận nhiều và cái sự hiểu biết nhiều thì sẽ cho chúng ta một cái kinh nghiệm và một cái lợi thế nhất định về đánh giá qua cái nguồn nhạc, qua những hệ thống kết nối này. Như các bạn nhìn thấy thì tôi bày la hán ra đây. Đây cũng chỉ là một cái phần rất là nhỏ của Thiên Hà đang có, và hiện tại tôi đang lấy những cái gọi là nét đặc trưng của mỗi hãng ra để bày và cùng các quý vị để chia sẻ xem mình nên đầu tư như thế nào, và cách xử lý và cách sử dụng nó ra làm sao để cho nó phù hợp với hệ thống và bộ dàn của mình, và đưa bộ dàn mình nó tối ưu nhất. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đi từ cặp dây rẻ nhất. Và trong cặp dây này thì các bạn sẽ thấy đây là cặp hàng của AudioQuest. AudioQuest thì được sản xuất tại Đài Loan, và cặp dây này thì rất là tương đối là thân thiện, như các bạn nhìn thấy từ các cái đầu ba lần này. Và nó có các cái cục lọc này đó. Và các này tôi kiểm tra thì tôi thấy cũng rất là ok. Và AudioQuest này thì được cái là dây làm tương đối là mềm mại, và cái chất liệu đồng bên trong nó thì nó cũng không phải là quá nhiều, nên cái chất lượng dây thì tôi nghĩ là cũng đánh giá ở dạng khá đó. Và cái đầu này thì các bạn thấy là chúng tôi đã dùng thử đây để chúng tôi test đồ, thì chúng tôi biết là dây này nó là một cặp dây nó có cái sự trung tính với âm thanh, tức là không quá lợi về cho giải trầm và nó cũng không quá lợi về cho giải cao. Cái phần thứ hai, sau khi nói đến dập AudioQuest này thì bắt đầu đến hãng dây loa của Karat. Karat này thì quá nổi tiếng của người Mỹ đấy. Vâng, cặp Karat này, nhưng mà cái Karat này thì nó có sẽ bọc ở một cái lớp nhựa tổng hợp bên phía ngoài, và hai phần này thì, nhưng mà cái Karat này thì cái đầu nhỏ này của các càng cua này thì nó lại hơi nhỏ, nên khi các bạn kết nối với cả các cầu loa hoặc là cầu âm ly thì nó cũng sẽ hơi khó khăn hơn một chút. Nhưng mà được cái Karat này thì lại tính bền bỉ, và được một cái là âm thanh rất là trung tính, và nó tạo cho cái người chơi cái hài âm của âm thanh rất là đẹp và hay. Thì đấy là những cặp dây của đến dòng từ dòng Karat này. Cái thứ ba sau đây là tôi sẽ nói đến dây nguồn của dây tín hiệu của Asus. Asus này thì nổi tiếng của Đan Mạch, và những cặp dây thì nói thực sự là nó quá là đắt các bạn. Nếu mà nói về cái giá trị tiền thì nó rất là cao, nhưng mà cái chất lượng đem lại thì tôi thấy là nó cũng chưa phải là đến cái độ viên mãn như là chúng tôi cảm nhận. Là vì sao? Vì cái dòng Asus này thì nó cho cái âm thanh, tức là cái dài trung trung trầm ấy, nó đạt được hiệu quả, những cái nhạc tính ở phần giải cao thì lại chưa tới. Nên cũng nhiều người là sau khi người ta đã dùng một thời gian, người ta cũng có lại có những cái suy nghĩ là người ta muốn thay đổi thêm một cái màu sắc dây khác. Còn đánh giá của dòng Asus này thì cũng rất là hay đối với những bộ dàn Ultra High-end. Sau đó thì đến dây Van der Hooy. Van der Hooy này thì đây là một dòng dây rất nổi tiếng của người Hà Lan. Cái Van der Hooy này thì cái người chơi thì được nhiều yếu tố thuận lợi hơn, tức là người ta cung cấp cho các bạn là cả giác càng cua, cả giác bắp chuối để các bạn có thể thay đổi, và các bạn có thể đánh BY, BM đều được hết. Đó, rất là tiện và hay. Đấy. Đây, hiện tại giờ tôi đang tháo này ra để cho các bạn nhìn thấy ở trong này, cái lõi ở trong. Cụ thể nó là như thế này. Và sau khi thì mình có thể lấy giác càng cua trong này được trang bị cho các bạn ở đây. Và hoàn toàn các đầu này được làm bằng nhôm tinh khiết nhất. Đấy, nhôm phạm bạc tinh khiết nhất, thì bắt vào đây thì các bạn sẽ có được cái sự lợi thế hơn là để thay đổi được các cái đầu dây. Và dây này thì người ta sẽ được dùng nhiều ở trong các hệ thống giống như là của bên hãng Tannoy, tức là người ta cần mua một cái hệ thống xả mát tốt thì người ta đã cung cấp thêm cho bạn cả một dây xả mát của dòng Tannoy. Đấy cũng là một cái rất là tiện dụng trong các bạn khi các bạn dùng. Và bên này thì như các bạn nhìn thấy thì hộp đóng, quy cách của hộp này thì nó lại rất là cầu kỳ đó. Chúng ta nhìn thấy trông nó tương đối là nguy hiểm đúng không ạ? Mở nắp ra, và trong này thì nó sẽ có một quyển catalog hướng dẫn và thư cảm ơn của chính hãng. Còn đây là catalog hướng dẫn và cách sử dụng. Và bên này, dây này thì được giới thiệu là dùng cho bên các phòng thu và giảm hát rất là nhiều. Và tất cả các sản phẩm thì đều được có ở trong quyển catalog này. Và các bạn cũng có thể tham khảo cho mình thêm những cái dòng sản phẩm mà mình yêu thích, kể cả những cái dây như là dây phono hoặc là dây để phục vụ cho mâm than, hoặc là những hệ thống để phục vụ cho đầu mĩa than để rửa. Còn đầu rắc thì bọn lại chúng tôi cũng thay ra đây. Và trong này nó cung cấp thêm các bạn cả một cái lọ dầu để các bạn có thể giúp cho các bạn là vặn đầu cho nó dễ hơn. Và một cái này là chính là một cái để thử test về độ thung mạch của dây. Nó chỉ đơn vậy thôi, nhưng mà tôi thấy tôi đánh giá cao đây là một trong những hãng dây mà đạt cái ngưỡng tiêu chuẩn châu Âu. Và trong đó thì rất là nhiều hãng loa trên thế giới dùng chính dòng dây của Van der Hooy này làm dây dẫn của trong hệ thống loa của mình, nên nó sẽ có sự tương thích hơn.
Và một phần nữa thì sang đây thì tiếp tục bắt đầu đến những dòng dây của dòng high-end và ultra-high-end. Đó chính là dây của hãng Nostradot. Nostradot này thì quá nổi tiếng mà người Việt mình cách đây tầm khoảng 10 năm thì Nostradot này là mưa làm gió trên thị trường dây của người Việt. Tại sao Nostradot làm được cái việc đấy? Vì Nostradot này là luôn là một trong những hãng dây tiên phong mà đi đưa cái chất lượng, tức là dây đồng phủ bạc cao cấp, sau đó là cho chạy một tinh bạc. Và tốc độ ánh sáng tức là tương đương bằng 92% tốc độ ánh sáng, tức là rất là nhanh, đưa tín hiệu tốt nhất. Và cái quan trọng nhất là cái dòng Nostradot này khi chúng tôi thử nghiệm nhiều thì chúng tôi thấy đây là một trong cặp dây mà với những bộ dàn mà dư thừa tiếng trầm thì đây là cách xử lý tốt và hiệu quả, và nó làm thứ âm thanh mà tươi, trong trẻo và tinh khiết, thì đó chính là của dòng Nostradot này. Và với một sợi dây nguồn Udin như này thì có giá rất đắt các bạn ạ. Nó lên đến mấy trăm triệu. Các bạn nhìn thấy đây, đây tôi đang cầm mấy trăm triệu, tương đương bằng một cái xe ô tô ấy. Còn về vua các loại dây thì tôi nghĩ đó chính là Chamberlain Opus. Như các bạn nhìn thấy, cái sự khác biệt của cái dòng Opus này đó chính là Chamberlain. Từ đầu tiên thì nói đến cặp đôi tín hiệu của AirAsia này. Các bạn nhìn thấy cái sự khủng khoằm của nó, tức là nó được bọc và nó được trải, được giữ trong tất cả những cái điều kiện rất là tốt của cái giáp lưới này. Và đầu thì bọc carbon này. Và tôi cắm thử hai đầu này xem là cái chất lượng của nó, cái độ cắm rút như thế nào. Đó, nó rất là chắc chắn các bạn ạ. Đấy, khi cắm vào phát mà nó chắc chắn. Đấy. Như này thì đây là đúng là một trong những cặp dây rất là gọi danh bất hư truyền của người Mỹ. Và phần thứ hai đến là phần dây loa thì các bạn nhìn thấy đôi loa, cặp dây loa này thì trông nó cũng thật là dị đúng không ạ? Trông nó nhiều người thì bảo trông giống như ông rùa, có nhiều người thì lại bảo trông giống như là một cái gì đó mà mỗi người thì có một cái sự tưởng tượng và một cái cách hài ước nhìn khác nhau. Nhưng mà tôi đánh tự chung tôi đánh giá thì đây là một trong những dây mà cho cái chất lượng giải trầm nó rất là tốt và viên mãn. Tức là cái giải trầm mà một đôi loa mà nó không xuống đến cái tới hoặc là nó chưa thể hiện được hết cái nốt trầm đó thì dòng Chamberlain này nó làm được tốt hơn những điều mong muốn. Và cái quan trọng nhất là cái nhạc tính của cái dòng này thì nó tương đối là cao. Tức là khi đưa vào để cho các bạn trải nghiệm thật ý, thì các bạn sẽ thấy nó giống như bản thu la nhiều hơn. Tức là nó có các cái hài khí âm mà khi người nghe người ta sẽ cảm thấy là ở cái tần số từ 50 đến khoảng 120 thì nó là một trong những điều kiện tốt nhất để được có cái giải trầm này. Và với giải trầm này thì tôi nghĩ đây là một trong những cặp dây mà tôi rất là thích và ưa dùng để được test những bộ dàn lớn. Vì qua nó thì tôi mới đánh giá được cái hệ thống của mình nó còn bị khiếm khuyết ở điểm nào và cần phải khắc phục ở điểm nào, thì đây là một trong những cặp dây rất hay. Và với cặp dây này thì tôi chỉ tiếc là không thể là tháo ra để cho các bạn xem ở trong nó có cái gì bên trong. Đến tôi cũng thắc mắc và được nằm trên một cái chân đế và sau đó nó có bốn cái trụ như này. Các bạn thấy cũng rất là cầu kỳ đúng không? Nó nằm được trên đế, nó nằm trên trụ này và nó được chống rung hoàn toàn. Và trên mặt thế này thì được cảm cái mặt carbon. Còn nhìn cái dây là thì hai đầu ở đây thì đầu cắm, đầu vào và đầu ra thì đều được sử dụng bằng carbon, nó phủ hết. Và đây cái vành đê ở ngoài thì nó bó rất chặt vào đây. Còn hai cái dây chính để dẫn ra cầu âm dương thì nó như này và nó được khóa chắt luôn vào đây. Và đây là một trong những giác càng cua cho các bạn nhìn thấy là chúng tôi đã test thử nhưng mà nó vẫn rất là chất lượng. Cái độ vàng óng của nó và cái hai là cái độ tiếp xúc của nó và cái một phần nữa là cái rãnh của cái cầu này nó rất là vừa đủ khít để đánh được, do như chơi được mọi định dạng của giữa cầu loa và âm ly. Thì đây là một trong những cặp dây mà tôi đánh giá rất là cao. Và qua đây thì tôi cũng muốn chia sẻ các bạn là các bạn hãy đang tìm cho mình cặp dây thì hãy trải nghiệm nhiều, đi nghe nhiều và phân tích nhiều và tìm làm sao cho mình có một cặp dây mà mình ưng ý nhất với hệ thống của bộ dàn của mình. Vì đó thế mới là cái thứ âm nhạc mà các bạn đang cần tìm và muốn. Và các bạn có thể liên hệ số hotline của Thiên Hà để có được sự tư vấn kỹ càng hơn. Xin hẹn các bạn vào YouTube sau.